bất động sản được cứu rồi ông giáo ạ. À. Đây là một trong những cái thông tin khá là vui cho những anh chị và các bạn nào đang sở hữu bất động sản cũng như là hiện nay đang sở hữu uh, bất động sản nhưng mà có vay lãi ngân hàng. Tại sao tháng ơi lại chia sẻ với anh chị và các bạn một cái chủ đề khá là khá là nóng như vậy? Là bởi vì trong buổi chiều ngày hôm nay thì có một cái thông tin rất chi là quan trọng liên quan tới cái vấn đề mà anh chị và các bạn rất là quan tâm rất là quan tâm và theo dõi rất là sát đó chính là cái việc là liệu trong thời gian sắp tới thì cái cuộc đua chạy đua lãi suất huy động cũng như là lãi suất uh, cho vay có thay đổi và có tạo nên cái áp lực lên những người vay để mua nhà hay không? Thì thưa với anh chị và các bạn là cái cuộc đua là lãi suất huy động thì chắc chắn là sẽ chấm dứt vào bắt đầu từ tháng này. Bởi vì trong buổi chiều ngày hôm nay thì ngân hàng lớn nhất Việt Nam, Ngân hàng Việt Công Băng đã giảm lãi suất cho vay 0,5% đối với tất cả các doanh nghiệp và áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2019. Đây được coi là động thái là phát súng đầu tiên mở màn cho cái cuộc đua giảm lãi suất tiền gửi cũng như là chấm dứt cuộc đua gọi là tăng cái lãi suất huy động trong thời gian vừa qua. Và nhiều người thì vẫn sẽ tranh luận rằng là cái việc hạ 0,5% lãi suất cho vay của ngân hàng Việt Công Băng thì không thấm vào đâu. Thưa với anh chị và các bạn là nó rất thấm luôn và có thể được coi là mấy ngòi thuốc nổ nổ bùng lên cái trào lưu giảm lãi suất và cũng cho chúng ta thấy được một điều rằng là thanh khoản ở các ngân hàng thì không hề không hề căng thẳng như chúng ta vẫn nghĩ. Và cái đợt đây là cái đợt giảm lãi suất trên cái diện rộng nhất của ngân hàng Vietcombank với cái dư nợ doanh nghiệp này lên tới 320.000 tỷ. Đây là con số không hề nhỏ. Với việc dư nợ 320.000 tỷ mà giảm 0,5% lãi suất thì nó là con là một con số rất là lớn thì trong cái buổi chia sẻ Chiều ngày 18 tháng 11 năm 2019 thì ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Việt Tắt là Việt Công Băng, Mã chứng khoán là VC, VCB đã công bố giảm lãi suất cho vay 0,5 điểm phần trăm. Ông Nguyễn Xuân Thành, chủ tịch ngân hàng này đã cho biết là nhằm chia sẻ khó khăn đối với doanh nghiệp thì ngân hàng cũng đã cùng chung tay. Chúng ta thấy được rằng là cái câu chuyện này là một cái câu chuyện rất là đáng mừng đây là một cái đợt giảm lãi suất rất là rộng, rất là rộng và cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị và các bạn ngày hôm nay nó không phải chỉ đơn giản là cái việc giảm lãi suất mà nó là cái tín hiệu ban đầu sớm cho cái câu chuyện là thị trường bất động sản đang có những cái dấu hiệu ban đầu của câu chuyện là chính phủ nói chung và các cái ban ngành liên quan nói riêng đang muốn gả, là gỡ dối cho thị trường, không muốn thị trường giảm sâu cũng Trước đây thì khi tăng nóng thì kìm chế cái tốc độ tăng của thị trường, còn nay thì thấy dấu hiệu một số cái phân khúc của thị trường đang có hình cái dấu hiệu trầm lắng và dễ dẫn đến cái câu chuyện là suy giảm mạnh trong thời gian sắp tới nên đã có những cái chính sách, những cái hoạch định và qua đó thì đã đã, đã, đã đã tác động lên ngân hàng việt công băng và đưa đến với việc là ngân hàng việt công băng là cân đối cái dòng tiền và chính thức hạ cái lãi suất uh, tiền gửi hạ lãi suất huy động là một trong những cái câu chuyện được bàn uh, mấy ngày gần đây hai bốn uh, trên hai ngân hàng đã bước vào cái cuộc đua hạ lãi suất huy động nhưng việt công băng không những không hại tức là gọi là chưa cần phải tham gia cái cuộc đua hạ lãi suất đi động mà họ chơi một cái bài đi trước luôn tức là chưa cần giảm lãi suất đi động họ đã giảm lãi suất cho bài luôn rồi đó là một điều rất là đáng mừng rất là đáng mừng là mừng là bởi vì sao lại mừng là bởi vì với cái đà này thì anh chị và các bạn bỏ đi và có thể không phải lo lắng với cái câu chuyện là cái lãi suất ngân hàng bị đẩy tăng cao và gây ra những cái áp lực nhất định cho cái lái tiền vay của những anh chị và các bạn nào đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản đang bị nâm vốn trong lĩnh vực bất động sản hoặc là đang mua nhà sở hữu căn hộ mà có vay lãi suất ngân hàng thì cũng bớt đi cái phần nào đó căng thẳng trong cái câu chuyện này cái cuộc đua lãi suất huy động thì cũng có thêm một cái thông tin nữa đó chính là cái câu chuyện là có một cái câu chuyện đó là cái cuộc đua lãi suất huy động mà chấm dứt ở chỗ tức là tại cái báo cáo quốc hội về cái việc sử dụng các công cụ tài chính tiền tệ vừa qua thì thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã cho biết là sẽ phấn đấu năm 2020 thì sẽ giảm ít nhất 0,5% lãi suất cho vay mới cuối 2019 Vietcombank đã làm phát xuống đầu thì chắc là các ngân hàng khác sẽ đua theo cái cuộc đua này và chúng ta cảm thấy rất vui và có thể nói một cái từ một cái câu và hay dùng đó chính là bất động sản được cứu rồi ông giáo ạ, được cứu thật rồi ông giáo ạ và cứu như thế này thì liệu có tăng ngay lại không? thì khẳng định với anh chị và các bạn là chưa tăng ngay được đâu. tuy vậy thì thị trường sẽ chậm hẳn cái tức là gọi là có thể sẽ 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 bớt xấu đi và sẽ không có cái đà gọi là mất giá gọi là trên diện rộng giống như nhiều anh chị và các bạn vẫn mong muốn đâu. Và vẫn trong cái video ngày hôm qua chúng tôi khuyến nghị với anh chị và các bạn là hãy tìm cái phân khúc phù hợp để đầu tư vào nửa đầu năm 2020 và cái phân khúc của chúng tôi đưa ra dự báo với anh chị và các bạn ở cái video trước video này. À, một video thôi, anh chị và các bạn có thể xem lại. À, những thông tin chúng tôi cung cấp hy vọng rằng đem lại cái hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Đừng quên để lại một like, chia sẻ, bình luận cũng như đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới à, nóng hổi và tác động tới thị trường bất động sản, tài chính, kinh doanh. Và đừng quên đăng ký à, đăng ký Thắng ơi TV, đăng ký mua nón thắng để ủng hộ cho Thắng ơi à, bằng cái đường link để lại trên màn hình của anh chị và các bạn. Ở trong cái đường link này anh chị và các bạn có thể đăng ký để ủng hộ. À, giá của một cái nón này là 168 000 nghìn thưa anh chị và các bạn đây là bốn cái mẫu nón mà chúng tôi đang có để cung cấp với anh chị và các bạn cảm ơn quý anh chị và các em và các bạn hy vọng thông tin này hữu ích cho anh chị em và các bạn Xin chào và hẹn gặp lại